Tài xin mời anh em nhá. Mình đây. Hôm nay là số 1 luôn đấy. Số 1. Dạ. Thật sự chị rất cảm ơn Linh. Hôm nay là Linh tổ chức anh chị em mình gặp nhau để chơi vui vẻ đúng không? Oh, yeah. Đúng không? Đúng. Mình đi thì cũng buồn chán lắm, nhưng mà có người tổ chức rồi á, thật sự mình muốn học cái gì luôn. Dạ. Đó, cảm ơn em. Dạ, dạ quá vui luôn. Quá vui. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y&K Adventure. Thì hôm nay á, vợ chồng tụi mình sẽ tiếp tục đi cầm trại câu cá và bắt crayfish. Mua bắt crayfish á, thì chỉ còn một tháng nữa thôi. Đó, hơn một tháng nữa là hết mùa này. Thì hôm nay chuyến đi này á, nó có một cái đặc biệt là lần này là mình mở ra một cái event là Camping with Y&K Adventure lần thứ nhất. Đó, là mình tổ chức cái này ra với mong muốn là dẫn mọi người, những ai có cùng chung kỷ niệm đam mê đi cắm trại và những người mà đang muốn tìm hiểu đi cắm trại thì đi cùng mình để cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Đó, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ra cái địa điểm meet up với mọi người. Hôm nay thì sẽ có vài người đi cùng mình và một số người thì tối nay sẽ lên sau và ngày mai sẽ có thêm một số người đi lên nữa. Thì đợt này là do mình thông báo hơi gấp, là hơn một tuần thôi để đăng ký, cho nên là danh sách đợt này thì cỡ khoảng gần 30 người là đăng ký để đi cắm trại với tụi mình đợt này. Đó, thì mong là chuyến đi này sẽ thành công và tương lai sẽ có nhiều cái chuyến đi, những cái chuyến hành trình, không những đi camping mà những chuyến đi chơi touring cùng với Y&K Adventure. Thì xin mời mọi người đón xem nha. Hello anh. Em tên Linh và em tên Ngọc. Dạ. Hello. Cũng không sao. Bình thường thì gia đình mình đi một mình. Dạ vâng. Bình thường quá thì mình đi chung. Dạ, bình thường hai đứa em đi một mình à? Nhưng mà tại nhiều người hỏi quá. Thì chắc mình nghĩ là nó vui hơn. Dạ, tổ chức một lần đi cho vui. Rồi bây giờ mình mới tới nơi cái chỗ để chuẩn bị vào chỗ cắm trại. Thì phải mở cái cổng này ra. Đó, xong rồi thì khi xe chạy vào đấy á thì bắt đầu khóa cổng lại cho mình đi tiếp nhá. Rồi mới khóa cổng lại rồi, bây giờ lên đường đi tiếp. Đường ở cái chỗ này á thì đó, như mình quay cho mọi người xem là nó cũng tê lắm, tại cái đường nó cứng. Đúng không? Nhưng mà ở đây là không có một cái bãi đấy. Thì chắc là vợ chỉ nhầm rồi. Cho mọi người coi này, mình mới tới những cái chỗ mà để chuẩn bị đi qua cái chỗ cắm trại á, là phải chạy qua bên cái chỗ đường kia đó, mà bây giờ nước hình như người ta mới xả đập hay sao á, mà nó ngập ngang cả cái đường đi luôn đó, nước sông nó dâng lên. Còn đường qua bên kia là thôi bỏ tay rồi đó, nếu mà có four wheel drive là chắc là chạy qua được, tại nhìn như vậy thôi chứ cũng để nổi. Nhưng mà do trong đoàn đi cắm trại là không có nhiều xe four wheel drive, với có mấy xe sedan nữa, cho nên là thôi phải dừng lại. Bây giờ là mình phải bắt buộc là kiểm địa điểm khác này, chỗ nào để thích hợp cho mọi người cùng đi. Mà bây giờ là phải kiểm gấp ấy, tại vì mọi người đang chuẩn bị trên đường là đi tới rồi.
mà mấy tuần trước mình tới đây là khô ráo, mà bây giờ là tự nhiên là nước dâng lên kinh khủng luôn á. Bỏ tay. Rồi bây giờ coi CRV của mình đâu. Đi off-road nhá. Kiếm được cái chỗ này quá đỉnh luôn mọi người. Đi trước đấy. Ok không? Mới quay cho mọi người xem cái cảnh xe CRV của mình. Bà chạy bà chết đi off road. Lúc này là máy. Mình đi ra cái ngã ba. Do bên kia là lúc này bị ngập nước cho nên là không cắm trại được, cho nên phải quay lại. Vừa ra ngã ba có hai chiếc xe cùng đi cắm trại, cùng đang tính rẽ phải. Nhưng mà do mình được ưu tiên cho nên nó phải nhường mình đi trước. Là mình đi trước đầu xe người ta. Sau người vô tới nơi cái chỗ này là giống như cái đường cụt á. Sau cái mà mình dừng ở trên kia. Vâng, người ta bảo rồi tôi sống. Mà phải nhường cái chỗ này cho mình. Tây người ta còn lịch sử chắc tẻ á. Thì lịch sử mới nhường luôn cái chỗ này cho mình. Và tụi mình có cái chỗ này tối nay cắm trại. Đây, mình quay cho mọi người xem sơ sơ nha. Nè, chỗ mình cắm trại là tối nay là củi bao lá nha. Ghế này có ai dám ngồi không? Để ngồi thư giãn. Nhìn ra bờ sông. Bỏ tay thiệt. Đúng là mấy người đi cắm trại đây người ta mang mấy cái này tới vất đây đúng là bỏ tay luôn á. Thua. Thôi để bây giờ mình tranh thủ mình đi set up lều trại xong rồi còn đi cắt củi nữa. Để trời sắp tối rồi. Chút nữa mọi người lên là có củi đốt là ấm. À, cho mọi người xem toàn cảnh cái chỗ này ấy. Là tối nay là cắm trại 30 người là vô tư luôn. Đó, tương lai 50 người mọi người muốn follow mình là nhớ để comment nhá. Đây, mình quay lại cho mọi người xem. Lúc chưa mình cắt củi được một đống này nè. Đó, là để tối nay là đốt lửa thoải mái luôn. Quá đà luôn á. Mà cắt để cắt được một cái đống này là chỉ mất một cái vạch pin thôi. Nó quá hợp lý luôn. Đây, cho mọi người xem này. Mà củi hôm nay mình cắt rất là to nha. Đây, coi cái khúc này hơn một găng tay. Thấy chưa? Đỉnh thật chứ. Mà nó cắt còn sớt đây. Rồi, để bây giờ mình sẽ đốt lửa cho mọi người ngồi chơi. Rồi, lửa lên rồi. Một chút nữa là cháy to là ấm, bao ấm. Đó, giờ cho mấy cái khúc vừa vừa vào ha. Lúc này là những cái thành viên mà đăng ký tới tối hôm nay á, là đã tới đông đủ và mọi người đã ăn uống xong xuôi và bây giờ đi ra lò lửa ngồi để chuẩn bị hát karaoke, giao lưu gặp mặt những anh chị em lần đầu đi cắm trại cùng YNK Adventure. Chưa gì mà đã đầu độc admin này không được anh ơi. Quên mất chưa quay. Lại đi. Ok, quay lại. Lại. Điếu quá. Từ từ nhá. Béo quá. Bây giờ béo quá. Bên này là cũng vlog. À vậy hả? Vlog đổ tay. 1 2 3 go. 2 3 go. 2 3 go. Rồi, chúc mừng anh em nhá. Hôm
nay vô một tổ chức buổi vui quá. Nỗi buồn rất lâu, chân anh là tháng kiếm em mơ khăn, cho nước mắt tràn, biết em giờ nơi đâu. Đôi khi cô đơn biết anh từng cơn em thôi, bao nhiêu nước mắt để đôi mình yên. Chân trời kia mơ sông màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi người gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mình. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồng. Và cho cơn mộng quên yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đợi chờ là dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ không rơi, còn được sự cố em nhìn. Chị rất cảm ơn Linh hôm nay là Linh tổ chức, anh chị em mình gặp nhau để chơi vui vẻ đúng không? Đúng, 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 đúng. Mình đi thì cũng buồn chán lắm, nhưng mà có người tổ chức rồi á, thật sự mình rất là hạnh phúc. Đó, cảm ơn em. Dạ, chị phải vô luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mà em tổ chức chuyến đi này cho mọi người. Tại vì bình thường thì chỉ có vợ trong em đi hoặc là mấy đứa em đang theo em. Ủa, I love đó. You bro. Yo. Yeah. Oh, yeah. Chân lý. Tại vì em thấy nhiều người cũng muốn đi về với chồng đứa em, cho nên là thôi bọn em thử mở một cái chuyến đi đầu tiên để cả mọi người đi cùng để xem cảm giác của mình như thế nào. Do em là em. Dạ vâng. Em nói là bạn tin tưởng. Dạ đấy, thì đấy là có nghĩa là mọi người tin tưởng em. Mọi người cùng tin tưởng em để đi cùng em hôm nay, là cái chuyến đi này là ngày mai nữa là tổng là khoảng 30 người cùng theo em đi cắm trại, thì em cảm thấy rất là cảm động, rất là vui. Mấy anh chị em chơi với nhau thật sự rất là vui.
chỉ là xả stress giống như làm cả tuần rồi. Em biết đúng không? Làm cả tuần rồi, thật sự mà em biết là mỗi ngày chị làm là 6 giờ sáng chứ 10 giờ rưỡi đêm chị mới về. Cho nên á làm được răng rất là nhiều. Thành ra bây giờ á được xả stress, được là xả luôn. Xả ai đúng không? Anh chị ơi. Xin chào mọi người, thì đây là buổi sáng mà tụi mình thức dậy ở cái khu camping mà hôm qua mình dẫn mọi người tới đây chơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh lại cho mọi người xem nha. Tại hôm qua cắt củi xong trời tối quá, về setup mọi thứ cho nên là không quay cho mọi người được. Đó. Đây. Thì hôm qua là cỡ khoảng 18 người ha. Cỡ khoảng 18 người, đó. Đây, mình mới vừa dậy luôn, sáng nay dậy là có ông em đốt cho cái lò lửa báo đả luôn, ấm. Rồi bây giờ quay sơ sơ cái khu mình cắm trại nhá, chút nữa là sẽ có thêm người tới nữa. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setup hả? Đêm qua là 7 setup. Đây một lều này. Bên này lều của mình này. Đấy, setup của tụi mình. Đó, thấy cơ của tụi mình chưa? Đó, mọi người nhớ like và share page và YouTube channel cho mình rồi nhá. Đấy. Qua NK Adventure nhá. Rồi đây. Đây là xe của mẹ anh chị này. Đó. Thì trên kia thì trên kia có cái group top 10 để còn đây hai cái lều. Đó, đây setup của một gia đình bên kia nữa. Bị đông vui qua trời luôn. Tối hôm qua có hai gia đình là đi tại cái location mình chỉ á, mà đi Google Maps là chỉ cái đường đối diện là đi khó hơn bên này nhiều. Xong cái máy quá, có một nhà thì thoát ra được, có một nhà thì bị mắc lây. Có một nhà bị mắc lây. Có một nhà bị mắc lây, bơ xong thoát ra được. Hên quá trời luôn. Chứ không lắng biết sao cứu hồ luôn á. Đó. Là đây coi như là lần đầu tiên mình dẫn mọi người đi chơi. Cùng với YNK Adventure là vừa... Còn mang theo chó này này gạt chứ. Mấy em protein. Đó. Em nhỏ nhỏ bên kia của mình. Em này là giống như bạch dế sao ấy. Đầu kia còn một em nữa. Đó. Vui quá trời luôn. Cái chỗ này mình cầm thì thoải mái. Chút nữa có thêm vài gia đình tới nữa là quá rộng rãi luôn. Hey this. Đấy. Mình là quay nguyên cái khu này lại lần này. Đó. Chưa? Tối hôm qua hát karaoke vui quá trời, sáng nay bị khàn giọng luôn. Good morning. Đây là anh em ở khu trên này. View ở đây thì quá đỉnh luôn. Thả lưới giữa dòng không? Có thuyền thả đớm. Thấy hôm nay tụi mình đi thì giống như kiểu người ta xả đập hay sao ấy. Nước nó dâng cao. Cho nên là chắc là hết câu cáo rồi. Tại cái bãi bên kia mình tính dẫn mọi người đi á, thì nó có bãi cát á. Nó thấp xuống dưới này á, dễ câu cá lắm. Bên này thì hơi cao.
Đồ ăn trưa. Xiên nướng hả? Đây xe của anh em mình đang bị cái gì đây? hết pin à? Đấy, xe mới nhưng mà pin hết là nó vẫn cứ hết nhá. Đây là sân amateur và các tình huống sẽ xảy ra khi đi. May mà không phải là solo camping nhé. Ở cái này solo là mệt đấy nha. Mày gặp đúng anh mechanic. Phát lên luôn. Mày cái này cho động cơ tạm máy mà. Rồi đây được rồi đó. Không cần phải kêu tít tít đi đúng không? Rồi bây giờ đê thử này, đê dứt khoát luôn này. Đấy. Giò đê đúng. Phải giữ luôn. Đấy thì đê nổ cho mọi người rồi đó. Đó, đi cắm trại phải có cái bình này này. Là cứu hồ là chắc ăn. Trên xe nên có. Trên xe là nên có, kể cả xe mới. Đây, món ăn chiều đây. Chơi thôi. Món gì chiến? Tôm... tôm nướng muối ớt. Tôm nướng muối ớt. Bà chạy vào chết luôn. Dạ. Tôm tầm bia, nướng muối ớt Tây Ninh. Tôm tầm bia. Đó, có chị gái review nè. Chị làm mẫu dặn. Muối ớt, muối Tây Ninh nữa. Dạ, muối ở Tây Ninh nè chị. Cái này là thử đọc trước. Anh Sơn đó, anh Sơn còn rồi đó. Tại chiêu ơi. Trang ngoài là ung dụng. Kìa, cho chị coi review kìa. Hôm nay được tham quan xe của anh Mark là setup là quá đẹp luôn. Đấy. Lều này là cái lều mà tụi mình sẽ tính sắm cho tương lai này. Mình đi kém ạ, là có thêm anh Mark nữa, anh phụ cắt cổ nữa, cắt rất là đỉnh luôn. Dạ mày tính mày sai không quá luôn á. Dạ dạ. Hả? Mình kiếm dây chứ. Đây giờ cắt thử cái cửa mới của mình nhá. Dạ. Cảm giác sao? Ngọt ngọt lắm không? Dạ. Được.
bây giờ cho chuyện tỏa sáng tiếp nhá. Đây rồi, tập vừa rồi. anh Mark cắt thử không? Anh Mark cắt thử ngay. Yeah, Pedro, để cho anh Mark cắt thử này. Tụm giúp. Dạ, cái này em mới mua là 700 mà không có pin. Dạ mày không á. Dạ pin mà cục chính hãng này thì dạ chính hãng thì chắc cửa khoảng thế sao á. Dạ. Dạ. Nặng á. Nặng. Điều ngọt hả anh? Không, cả ngày em nhìn á. Dạ, từ khoảng 5-7 gần kỳ đó. Dạ. Đèo không, em trèo không nổi nữa. Cắt nhả. Cắt thử đi. Không kiếm nào. Ý là giờ kêu cắt thử nhưng mà kêu cắt thiệt. À, có bao tay. Là bao tay kính. Này đã rồi. Nhà xài máy cái kia này á, nhớ cưa đừng quá hết sợi đụng xuống dưới đất. Dạ đúng rồi, dạ nó bắn lên á. Dạ. Lục liền. Dạ đúng rồi. Quá ngon. Ừ. Em nghĩ đủ rồi, dư luôn. Dư. Mà thường cái là nó dừng rồi chứ. Mà cái là cái này cái lưỡi nó pin còn đi cùng á. Dạ. Hả? Pin này cắt từ hôm qua tới giờ còn một vạch. Cái này là của Linh mà còn cái mà khi thà đâu. Đó. Cái mà khi giảm mấy cái mới phải không? Cái này là dạ cũng mới luôn, em mới đổi. Mới sai lần đầu luôn á. Dạ. Em có đi walk sẵn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì biết sao anh Diễn biết sao em có lưỡng lự hoài tại đồ nghề của em mà khi thà không à thì nó có battery này nọ gì đó sẵn gì. Đúng rồi. Nhiều nữa thì phải tốn thêm battery nữa. Nhưng mà thường nó sẽ đi cái combo luôn. Combo á. Dạ. Combo của nó có battery với chop thì có chơi cũng được. Này, cuối này đột là bao la. Đột khi nào hãy quỳ mày được đi về hay? Chết à. Đây bữa tối của mọi người này. Bên này mình có món gì em? Xúc xích với gà nướng hả? Bên này chị gái có món gì đây? Đó. Bên này có món su su xào thịt bò. Ba chế ba chết. Gà nướng nè. Chết rồi. Từ tuổi tiếng còn nhớ nè. Đồ biển sao cũng qua. Nằm nó luôn. À. Mực tôm chứ. Trả lời. Rồi. Sáng mai đi về qua. Không khóc không gì hết. Đây, đây là bữa tối của tụi mình nè. Đó, bây giờ đêm thứ hai rồi. Hôm nay ăn tối xong là ngày mai về. Đây thì hôm nay á, có bò xào su su này. Đó, với mình nấu. Bên này là có canh chua. Canh chua cá. Đây, còn cá này, chiên mới câu được. Ngoài chợ á. Bà chạy bò chẹt luôn á. Rồi, xin mời cả nhà nhá. Chào mọi người xem này, một anh trong team của mình à, mới tăng cho một đĩa gỏi vịt hả? Ừ, gỏi vịt. Trời ơi, nhìn nó hấp dẫn không mà coi này. Đi trong rừng mà bay biển là đúng là bà chạy bò chẹt luôn. Đó. Rồi, xin mời mọi người nha. Đây là đĩa gỏi vịt từ anh Mark Trần. Xin cảm ơn. Đây, hôm nay là mấy anh em đi gặp đài. Xong rồi đột thêm một cái lò lửa nữa. Tối nay tối thứ hai. Và hát karaoke ở chỗ gặp đài. Có anh này, anh tên là Nguyễn. Anh hát hay quá chừng luôn. Như ca sĩ luôn đó mọi người. Quá vui.
Cái chuyện đi camping with YNK Adventure lần đầu tiên được tổ chức là quá thành công rồi mọi người. Vì anh chị em ai cũng vui vẻ hết. Đấy, mọi người có thể thấy qua video, mọi người cùng hòa đồng hát karaoke, ăn uống với nhau rất là vui luôn. Trong tương lai mình sẽ cố gắng tổ chức thêm nhiều cái lần đi chơi như thế này cho mọi người cùng gắn kết với nhau hơn. Xin chào mọi người, thì sáng nay là cái buổi sáng cuối cùng tụi mình đi cắm trại. Thì bây giờ chuẩn bị dọn dẹp để pack đồ đi về. Đợt này đi với mọi người là cái chuyến đi camping with YNK Adventure lần đầu tiên. Thì rất là vui luôn, thời tiết cũng đẹp. Chỉ có là đêm quá là lúc mọi người đi ngủ tầm cỡ 12 giờ đêm là bắt đầu mưa. Nhưng mà không sao cả. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị pack đồ để mà lên đường đi về nhá. Thank you.
Bây giờ mình đang trên đường cao tốc, trên đường đi về nhà. Và kết thúc cái chuyến đi là Camping with YNK Adventure First, lần đầu tiên được tổ chức. Và chuyến đi này mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình luôn. Có nhiều lời động viên rất là tích cực để tạo cho mình và vợ mình thêm cái động lực để mà tương lai sẽ có những cái cuộc hành trình, những cái cuộc camping, touring, đi chơi cùng với YNK Adventure sẽ được diễn ra. Đó, mình tương lai mình sẽ lên lịch, mình sẽ cố gắng sắp xếp để có được những cái chuyến đi tốt hơn, chất lượng hơn. Thì chuyến đi này á, kết thúc với mình là rất là tốt đẹp luôn. Và trong cái chuyến đi này, nếu mà có cái điều gì mình và vợ mình YNK chưa được chu toàn, thì mong anh chị em thì bỏ qua, và mong rằng những cái chuyến tới thì nó sẽ được tốt hơn và nó thuận lợi hơn. Đó, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái chuyến đi này của tụi mình, chuyến đi Camping with YNK Adventure The First. Thì xin hẹn gặp mọi người vào những cái video tiếp theo. Nếu mọi người xem video này, nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và comment ủng hộ cho cái Facebook của mình và cái channel YouTube của mình nhá. Facebook của mình thì mọi người có thể search là YNK Adventure thì nó có thể hiện ra. Còn cái YouTube channel của mình, mọi người cũng có thể đánh lên là YNK Adventure. Đó, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người vào những cái hành trình tiếp theo. Tạm biệt mọi người.